Chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm 2020. Chúng ta đang ở trên hội trường của Trung tâm Hướng nghiệp Dạy nghề Thanh Xuân, địa chỉ duy nhất số 83 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội. Thì hôm nay thì trên hội trường thì có một buổi họp các chiến sĩ tham gia học nghề tại Dạy nghề Thanh Xuân. Hôm nay là một buổi làm thủ tục chính sách cho các chiến sĩ. Với đối tượng là chiến sĩ học nghề thì tất cả các chiến sĩ sẽ được miễn phí tham gia học nghề tại Dạy nghề Thanh Xuân. Thì thủ tục thì cũng rất là đơn giản, các bạn chỉ cần đến văn phòng tuyển sinh và tại 83 Triều Khúc Thanh Xuân Hà Nội thì sẽ được làm thủ tục một cách nhanh gọn. Chào em tên là gì? Chào anh ạ, em tên là Phạm Văn Thuận. Em quê ở đâu? Dạ, em ở Thuận Thành, Vĩnh Linh ạ. Em đi bộ đội về xuất ngũ được lâu chưa? Dạ, em xuất ngũ được mấy tháng, xuất ngũ trước Tết ạ. Em nhập học trường mình vào tháng mấy nhỉ? Dạ, em nhập học từ ngày 16 tháng 2 ạ. Dạ, trước khi em xuất ngũ thì em đóng quân ở đâu? Dạ, em đóng quân ở Lê Văn Lương, ạ, Cầu Giấy ạ. Em ở đơn vị nào? Em ở đơn vị C00361 Sau khi nhập học ở trường thì em cảm thấy thế nào? Dạ, môi trường cũng tốt mà thầy giáo, cô giáo là cũng dạy nhiệt tình. Em có cảm nghĩ gì về trường mình không? Em mong là trường mình phát huy dạy ngày một tốt hơn. Vâng. Em ở ký túc xá à? Không ạ, em ở trong ngoài ạ. Ngay trong làng Triều Khúc à? Dạ vâng. Quách Trường Hiếu. Em tên là Nguyễn Văn Dũng. Trước khi vào trong trường thì em ở đơn vị tiểu đoàn 5, trung đoàn 8, sư đoàn 395. Em học nghề được lâu chưa? Dạ, em học nghề được 3 tháng rồi. Em học nghề gì? Dạ, em học bên sửa chữa ô tô. Sửa chữa ô tô? Dạ vâng. Thủ tục nhập học thì có đơn giản không em? Dạ, thủ tục nhập học bên trường mình thì đơn giản ạ. Và bên trường mình cũng đã cung cấp hồ sơ đầy đủ để cho mình nhập học ạ. Em biết sao em lại chọn nghề sửa chữa ô tô? Vì thời buổi công nghệ thị trường hiện nay thì đa số là ô tô phát triển và nhu cầu của con người thì ngày càng gia tăng ạ. Và ô tô là phương tiện thiết yếu để con người sử dụng. Và mỗi khi hỏng thì những cái xưởng sửa chữa ô tô thì rất thiếu những người thợ. Khi mà tham gia học nghề thì em đã đóng những khoản phí nào? Khi tham gia học nghề thì em mất tiền ký túc rồi, còn bên nhà trường đáp ứng mọi học phí cho bộ đội xuân ngũ ấy. Ok, cảm ơn em.